nền kinh tế Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2022, mức tăng trưởng thấp nhất trong 40 năm qua. Tuy nhiên, sau khi Bắc Kinh quyết định tái mở cửa trở lại về thế giới, thì nhiều nhà phân tích đã có đánh giá lạc quan về sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm nay. Theo nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc có thể phục hồi nhanh từ quý 2 dựa trên tình hình dịch bệnh, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng ở Trung Quốc sẽ trở lại. Nếu diễn biến dịch tiếp tục có những tín hiệu lạc quan, chúng tôi tin rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng từ sau quý một năm nay cũng theo bà Gita Gopinath, nếu tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trở lại mạnh mẽ hơn dự báo, điều này đồng nghĩa với khả năng có một đợt tăng về giá dầu hoặc năng lượng trong năm 2023. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng HSBC, bà Jin Liu cho rằng, sau giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ phục hồi nhanh chóng. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay và những chính sách thúc đẩy kinh tế của chính phủ, từ quý 2 trở đi, chúng ta có thể chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc. Chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng GDP cả năm sẽ vào khoảng 5,8%. Nhiều chuyên gia và các tổ chức kinh tế cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2023 chắc chắn sẽ khác trước đại dịch, sẽ chuyển dịch từ phụ thuộc vào bất động sản, cơ sở hạ tầng sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số. Ước tính trong 5 năm tới, đầu tư tích lũy vào nền kinh tế kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng hơn 7 lần, đạt hơn 11.000 tỷ đô la Mỹ, con số này lớn hơn cả khoản đầu tư tích lũy vào bất động sản hay cơ sở hạ tầng truyền thống hoặc nền kinh tế xanh. Trong khi đó, đầu tư vào bất động sản trong năm 2022 đã giảm khoảng 22% so với năm trước đó. Trong ngắn hạn, tiêu dùng sẽ là động lực chính của tăng trưởng, tuy nhiên thu nhập và niềm tin của người tiêu dùng cần có thời gian để hồi phục.